Ngày hôm nay thì Nhi sẽ đưa cô chú anh chị đến với một cái hội chợ cũng không nhỏ ở tại thị trấn Crossville này. Hội chợ này đã được tổ chức năm nay là năm thứ 20. Mỗi năm thì quy tụ hơn khoảng 150 gian hàng và có hơn 10.000 người đến tham quan mỗi năm. Hội chợ thường được tổ chức vào cuối tháng 9. Năm nay là năm thứ 3 mà nhà Nhi bán ở tại nơi đây. Nhưng do ảnh hưởng của bão ở tại một cái thị trấn khác của Tennessee và ở tại Florida. Do ảnh hưởng của bão cho nên là mưa xuyên suốt cả 2 ngày hội chợ. Rồi mời cô chú anh chị cùng theo chân Nhi để đi bán. Để coi năm nay Nhi bán có được hay không. Và xem phản ứng của khách hàng như thế nào về tỏi ngâm chua của Nhi. Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú trở lại với kênh Cô Vợ Việt Chồng Amis Cuộc Sống Mỹ Tennessee. Sáng nay thì Nhi dậy lúc 5:30 sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cũng như là bữa trưa để đem theo. David thì vẫn chưa dậy cho nên là Nhi cố gắng nói nhỏ hết sức. Bây giờ Nhi phải ghi âm lại. Đây là bữa ăn trưa mà Nhi sẽ đem theo, đó là thịt gà kho sả. Đi kèm với thịt gà kho sả đó là cơm. Cơm thì Nhi đựng vô trong keo, thịt gà cũng vậy. Còn đây là số hàng sẽ đem ra ngoài hội chợ để trưng bày. Tất cả đều đựng trong thùng đó. Thời tiết bắt đầu trở lạnh với lại mưa nữa cho nên là đem theo bình thủy, một số thức ăn ở trong cái túi trữ lạnh này. Rồi bây giờ tới hội chợ rồi. Đây là gian hàng của nhà Nhi. Liều này đã được dựng vào lúc hôm thứ sáu. Tối hôm thứ sáu do ảnh hưởng của bão cho nên là mưa cũng nhiều và gió vật mạnh cho nên là rất là nhiều gian hàng bị bay mất cái liều. Nhưng mà cảm ơn Chúa là liều của nhà Nhi không có sao. Hội chợ này họ mở nhạc xuyên suốt luôn cho nên là Nhi không có mở âm thanh, sợ vi phạm bản quyền. Lúc này thì vẫn còn đang mưa tầm tã luôn. Mà tuy vậy thì tất cả các gian hàng họ đều dẫn tới để mà set up. Anh xã Nhi sau khi mà tiếp Nhi để trưng bày gian hàng thì cũng đi vòng vòng để nhiều chuyện. Bây giờ mới trở về. Bây giờ thì hàng đã được trưng bày xong rồi, chỉ cần chờ khách mà thôi. Mời cô chú anh chị xem qua gian hàng của nhà Nhi ngang. Ở đây thì Nhi có bán các loại nến, nến từ đậu nành cũng như là nến từ sáp cọ cũng có. Và cũng có oải hương, rồi cũng có sáp thơm, rồi cũng có oải hương khô, các loại muối tỏi, rồi tỏi ngâm chua, nước sốt mè rang của Nhi. Bán một hồi tới giờ cơm trưa, lúc này cũng vắng khách rồi, cho nên là Nhi lấy cơm ra ăn. Nhiều cô chú chị hỏi sao mà bán mà dân hàng không thấy khách mua gì hết trơn. Thật vậy? Ra mà nói, Nhi rất là ngại quay khi mà có khách hàng mua. Với lại người Mỹ, có nhiều người, đa số là cái tính của họ cũng giống như anh xã của Nhi. Họ hướng nội nhiều hơn, họ ít có lên mạng xã hội lắm. Cho nên là thỉnh thoảng Nhi thấy người nào mà nhìn gì dễ thì Nhi sẽ đặt cái máy quay kiểu quay lén. Ăn cơm xong thì Nhi cũng chuyển qua làm bó oải hương. Lúc này thì cũng gần chiều rồi, vừa làm vừa chờ anh xã Nhi tới để rước. Bữa nay thì Nhi không có quay cái lúc mà dọn hàng để về. Thì cũng giống như các hội chợ khác thì hàng mình vẫn trưng bày y nguyên cũ, mình không có dọn vô thùng lại. Trên đường về thì cũng tạt qua nhà chú hàng xóm để mà hái táo đem về. Cái này là chú trồng để cho hàng xóm tới ăn á. Rồi, bữa nay trở lại đi bán nữa. Thì bữa nay thì Nhi sẽ quay mấy gian hàng cho cô chú anh chị nha. Mấy năm trước thì Nhi mặc áo dài đi bán cái hội chợ. Nhưng mà hội chợ này là do mưa, Nhi sợ nó vướng víu. Cho nên là bữa nay Nhi mặc cái trang phục này là của Mennonite. Nó cũng tự tự như trang phục của người Amish. Bữa nay thì Nhi vui tình quay được một cái vị khách này cũng vui lắm. Cái bạn trẻ này nè, hồi lúc đầu tiên có tới thử của Nhi. Sau đó thì thấy ngon quá rồi mới đưa cha mẹ của mình tới để mà thử tiếp tục. Bạn trẻ này cũng vui lắm, không những kêu ba mẹ tới để thử, mà ai đi ngang qua gian hàng của Nhi cũng quắc quắc vô thử rồi chỉ chỗ này kia, cái này nó ngon lắm rồi thôi thử đi. Có nhiều người họ vẫn chưa có biết cái món tỏi ngâm này cho nên là hỏi ăn như vậy thôi hả? Pretty good. You might want to do it in self-defense because we both ate it.
And this is a garlic that we grow from our farm. Oh, wow. I grew my first garlic this year. It did good. Yeah, very good. Small one? Yes. Small spicy? Well, do you want to try the, because the garlic just has more garlic flavor. I think the hot kind of balances out the garlic. I think the hot is not really hot. Yeah, okay. Get that one. Oh, yeah, bag will be smart. Thank you. Thank you. So we I think, I don't remember where we ran into you, but we have a thing of this. Might have been last year, something. But no, okay. It's good. It's really good. Thank you very much. Thank you. Have a great day. Bữa nay thì có anh xã Nhi trong gian hàng, cho nên là Nhi cũng đi quay vòng vòng của chú anh chị coi. Đó, ngày thứ hai cũng vẫn mưa của chú anh chị, nhiều người cũng vẫn mặc áo mưa để mà đi nha. Nhưng mà buồn ghê á, người ta mở nhạc liên tục luôn, cho nên là Nhi cũng làm biến quay mấy cái gian hàng họ trưng bày ra. Có nhiều chỗ á, họ cũng chuẩn bị sửa soạn để đi về á. David thấy khách hàng tới thử rồi mua, ảnh cũng giả bộ giống như khách hàng tới thử này nọ này kia. Lúc này cũng đang bật nhạc của chú anh chị, nếu mà mở cái tiếng lên á thì ảnh nói chuyện thấy cưng lắm kìa. Ảnh thử xong á thì ảnh cũng làm bộ trả tiền đồ này kia rồi hẹn trở lại đồ nữa.